Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật, Chúa Ba Ngôi. Giờ đây mời anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi đến xứ Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông. Khi thấy người, các ông phục lại người, nhưng có vài người còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông, Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi dạng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh cha và con, và thánh thần dạy họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con và đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế anh chị em thân mến hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành mừng lễ một thiên chúa ba ngôi mầu nhiệm một thiên chúa ba ngôi là một trong những mầu nhiệm lớn lao nhất mà Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại. Và mầu nhiệm này thực sự vượt khỏi tầm suy luận và hiểu biết của con người. Việc thánh sự mắt theo tường thuật lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy đi giảng dạy cho muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhằm tỏ ra cho chúng ta nhận biết rằng đức tin vào Thiên Chúa duy nhất không có nghĩa là tin vào một Thiên Chúa đơn độc. Vì thưa anh chị em, đơn độc không thể nào kiến tạo ra sự sống. Thánh Gioan đã định nghĩa về Thiên Chúa như thế này, Thiên Chúa là tình yêu. Và điều đó thưa anh chị em mang một ý nghĩa sâu xa ở nơi Thiên Chúa ngài là một thiên chúa tràn đầy sự sống vì sự sống này sinh từ tình yêu thế nhưng tình yêu chỉ có thể hiện hữu từ một mối tương giao đối đương vì vậy thiên chúa đơn độc thì không thể nào là thiên chúa của tình yêu được kinh tiền tục lễ chúa ba ngôi đã tuyên xưng chúa là chúa tể duy nhất không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong ba ngôi cùng một bạn thể, vâng anh chị em thân mến, tình yêu nơi Thiên Chúa được hiện hữu trong mối tương giao ngôi vị Cha con thánh thần quả thật Thiên Chúa đã tự bỏ tỏ bày như là Cha là cội nguồn của một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu mà Ngài đã tự do trao ban một cách nhưng không và trong tình yêu này người đã hoàn toàn tự nói ra và tự trao ban thiền chúa cũng tự tỏ bày như là người con như là lời của tình yêu này mà chúng ta thường nói là logos lời được hình thành trong việc tiếp thu và đón nhận tình yêu mà cha trao ban đồng thời như là lời đáp trả và lời biết ơn đối với cha. Qua con người lịch sử của Đức Giêsu Kitô, người con đã mặc khải về cha và vương quốc của Ngài. Cuối cùng, trong Chúa Thánh Thần, kinh nghiệm về Thiên Chúa nơi Tân Ước đạt tới tột đỉnh tình yêu cho và nhận giữa các ngôi vị đưa đến một sự hợp nhất nên một. Trong Thánh Thần này, Thiên Chúa đã đặt để thù tạo như là hình ảnh của Ngài và tỏ cho họ biết nguyên lý thâm sâu của sự hợp nhất và của đời sống. Đó chính là tình yêu của Ngài được tỏ bày qua các ngôi vị nhằm đưa họ bước vào biến cố cứu độ. Anh chị em thân mến, khi chiêm quan mầu nhiệm một thiên chúa ba ngôi, chúng ta đặt mình trách nhiệm cục của sự kiện Thiên Chúa đến với con người và cư ngụ giữa con người. Thiên Chúa đến với con người trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa trở nên đồng hình đồng dạng với con người, chia sẻ sự chết với thân phận mỏng giòn của con người và gánh lấy tội lỗi của con người. Và sẵn sàng hiến mình cho con người qua cái chết trên thập giả Vâng, Thiên Chúa đến ở với con người Nhờ thần linh của Ngài Thiên Chúa vượt thắng sự chống đối của tội lỗi Đối với nước Thiên Chúa Đối với sự thông hiệp sự sống của Thiên Chúa dành cho con người Và sự hiệp thông sự sống này được thể hiện Qua sự hiệp thông thân xác Đức Kitô phục sinh nơi các tín hữu sự hiệp thông này trở thành một thực tại sống động thưa anh chị em và trong thánh thần các kẻ tin sẽ lãnh được điều mà người con khi vâng phục cha đã khai mở chính là đón nhận sự sống đời đời chúa thánh thần hoạt động nơi nhân loại để chương trình cứu độ mà chúa cha đã đề xướng và được chúa con thực hiện đạt tới sự viên mãn và làm cho nhân loại tin nhận chương trình cứu độ này cho nên anh chị em thân mến mừng mầu nhiệm ba ngôi thiên chúa giáo hội muốn con cái của mình hãy cất tiếng tạ ơn vì hồng ân cứu chuộc mà thiên chúa đã ra tay thực hiện nhằm giải thoát con người khỏi sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời khi cất tiếng tạ Từng người kỳ hữu chúng ta cũng được mời gọi sống mầu nhiệm ba ngôi trong chính cuộc sống của chúng ta. Trước tiên, hãy để cho mầu nhiệm cao trọng này tuôn trào trong tâm hồn chúng ta qua việc chúng ta không ngừng tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong biển cả tình yêu của Thiên Chúa. Con đường tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc được khởi sự từ việc loại bỏ khỏi mình tính ích kỷ. Để nghĩ đến người khác Đức Phan Cô đã chia sẻ Khi đời sống nội tâm đóng kín Cho chính lợi ích cá nhân Và không còn chỗ cho người khác Chúng ta không hưởng sự ngọt ngào của tình yêu Thực vậy người ta không thể hạnh phúc một mình và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cần phải thắng cám dỗ đóng kín chính mình sống cô lập quá tự tin vào chính mình chúng ta cần tình huynh đệ vì thế phải mở rộng tâm hồn cuộc sống sẽ đạt tới hạnh phúc khi tìm kiếm điều tốt cho người khác và ước muốn điều tốt đẹp cho họ bởi thưa anh chị em hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi chúng ta biết yêu và được yêu thương. Sống mầu nhiệm ba ngôi là khởi sự một tiến trình gặp gỡ Đức Kitô. Bởi chính nơi Đức Kitô, chúng ta nhận biết được trọn vẹn nhiệm cục yêu thương của Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Để từ đó, chúng ta đạt tới niềm vui đích thực. Đức Phanxicô đã trình bày Niềm vui đích thực xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, từ việc tin rằng Ngài yêu thương chúng ta đến độ trao ban mạng sống vì chúng ta. Niềm vui là nhận biết được Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Niềm vui đích thực không phải là những nỗ lực của chúng ta mà của Thánh Thần. Và Ngài mời gọi chúng ta chỉ cần mở rộng con tim để Ngài độ tràn đầy hạnh phúc bởi vậy niềm vui chính là lắng nghe Chúa nói đối với Cha con rất quan trọng Cha yêu con niềm vui này nảy sinh từ lúc cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương cảm nhận được rằng đối với Chúa chúng ta không phải là con số không mà là những con người được Chúa nhìn đến được Chúa gọi đích danh và được Chúa yêu thương và anh chị em thân mến sống mầu nhiệm ba ngôi còn là khám phá ra và củng cố tình yêu hôn nhân gia đình bởi có thể nói gia đình là hình ảnh sống động trình vầy về, về mầu nhiệm thiên chúa ba ngôi thật vậy gia đình được đặt trên nền tảng của tình yêu thương khởi sự tình yêu vợ chồng nó bắt nguồn từ thiên chúa ba ngôi như Thiên Chúa ba ngôi hiệp thông trong tình yêu Thì tình yêu vợ chồng cũng chính là sự hiệp thông với nhau Giữa người nam và người nữ Bởi đó, anh chị em Tình yêu giữa vợ chồng phải là một tình yêu chân thật Sự hiệp thông vợ chồng Là một hành vi trao hiến trọn vẹn cho nhau Để trở nên một Trở nên quà tặng cho nhau Do đó, tình yêu vợ chồng không chỉ dừng lại ở hành vi tính dục chỉ nhằm thỏa mãn nhục dục nhưng còn phải là dấu chỉ và bảo đảm của sự hiệp thông tinh thần đức thánh giáo hoàng joan forlo đề nghị đã nhấn mạnh tình dục không chỉ là hành vi sinh lý nhưng liên quan đến những điều thâm sâu nhất của nhân vị tính dục thực sự xứng đáng với con người khi nó là thành phần không thể thiếu của tình yêu giữa người nam và người nữ đã cam kết hiến thân cho nhau trọn vẹn suốt đời. Vì thế, anh chị em, sống mầu nhiệm ba ngôi chính là canh tân tình yêu vợ chồng để luôn có sự dẫn thân tích cực, hầu làm cho gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc. Sự dẫn thân đây chính là sự hy sinh, quên mình, ra khỏi sự ích kỷ, sẵn sàng hiến thân cho nhau nhằm bảo vệ sự trung tín của lời giao kết hôn nhân. Không có sự dẫn thân đó, không thể có tình yêu đích thực và cuộc sống vợ chồng chỉ là những biểu lộ của sự dạ dối. Đó chính là nguyên nhân của những bất thành trong gia đình và đưa tới độ vợ. Mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa là nền tảng của tình yêu trao ban này anh chị em thân mến, cuộc sống của từng người chúng ta là ẩn dấu sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa. Bởi sự hiện hữu của từng con người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người đều có khả năng yêu thương và được yêu thương. Vì thế, chúng ta hãy để cho động lực tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa tuôn trào lên trong chúng ta qua đời sống yêu thương từ việc kiến tạo mối tương quan với người khác một mối tương quan nảy sinh từ việc thấu hiểu cảm thông bao dung và yêu thương nhau chân thành amen